đánh ở cái những cái trận đấu đầu game họ đánh rất lâu. Trận đấu như kiểu là các trận đấu khởi động tay vậy. Thôi đi về đi về đi về. Một tình huống bắn vào le đến từ thanh niên Calu kéo. Xong rồi kéo Mamma Mia, một tình huống bật block hơi chậm đến Mamma Mia, và bây giờ thì Mamma Mia và giết được Sky rồi. Tiếp theo là chém đây, lượng điều đàm đến từ Glay là khá nhiều. Một tình huống đập sơn tan Calu bốc hơi. Tiếp theo là Mango, Mango bật block các thứ như Glay. Rồi. Đây, di chuyển lên đá vào vị trí của thanh niên ngoài. Ngoài cũng cố gắng đánh lại nhưng mà lượng gây đam đến từ con Glay là quá nhiều. Đập tiếp đi, sắp cooldown xong, skill bay rồi. Chém tiếp, một phát bay. Bay nào.